Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì đây, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan with Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để thêm cho mình nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ hoàn thành xong cái quest này. Quest và chúng ta kiếm thêm game. Chúng ta sẽ có thêm đó chính là 6 game nữa, cho có 56 game tất cả rồi. Mình sẽ đi mua thêm một số cái cây. Nhà có 147 kẹo đúng không? Có lẽ là mình sẽ nâng cấp và dần dần lên. Chúng ta sẽ nâng cấp sức mạnh cho cái Enforcement Piata Party. À Piata đây. Mua 4 cái thì mất khoảng 100 kẹo và nó sẽ lên được level 2. Sẽ khỏe hơn một chút đấy. Và cái này nâng cấp thì nó sẽ free, nó sẽ không tốn tiền giống như mấy cây kia. 25 kẹo này, đấy, Enforcement. Và thêm phát nữa là chúng ta sẽ cho nó lên được cấp tiếp theo, cái cấp độ tiếp theo. Và đến nâng cấp thôi. Chúng ta tốn 100 kẹo đấy, để có thể mua được cây này. Thì nó sẽ tăng thêm cái gì cho chúng ta? Chúng ta hãy chờ xem. Không mất tiền nha anh em. Duration, thời gian hồi, thời gian tồn tại đạt từ 8 giây lên 9 giây. Regen, thời gian hồi giảm từ 85 xuống 80. Ok, thì cái lượng đam gây ra thì sẽ lên từ 10 đến 11 à? Có lẽ như vậy. Nâng cấp chứ, chưa quên, không chưa nâng cấp ta. Tại đây sẽ vào đây mình nâng cấp nha. Nâng cấp cái này lên luôn này, upgrade lên. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp được cái này một cách free và nó không tốn tiền. Rất là vui. Bây giờ thì xem trong chợ có bán cái gì nữa không thì mua thêm. Ok, không, hôm nay thì không có thời trang. Cuối tuần không có thời trang bán nhỉ. Hơi buồn. Bên này thì có Package Night Shader. Hết, không còn gì cả. Game thôi, hầu hết đã mua bằng game thôi anh em. 100 game. Mình sẽ quay trở lại với những cái nhiệm vụ của chúng ta nha. Những cái event Electro Q này khá là khó chơi. Butter Z, Breaded Room. Mình sẽ chơi cái Touch Good này ở mức độ level 3. Hy vọng là ta có thể chơi được. Xem nào. Ok. Rồi, nó khá là nhiều thứ ở đây. Mình sẽ để mìn khoai tây ở đâu đó. Chỗ này cho nhầm rồi, hơi nhầm rồi. Đáng lẽ nên đặt ở đâu đó. Đáng đặt ở chỗ cái mìn chỗ nào đấy để cho bắn nó dễ này. Đặt đây thì đặt đâu bây giờ ta? Người trước sẽ đặt chỗ nào đây? Cái lửa nó hoàn toàn có thể ăn được này. Thế nhỉ, bắn luôn đây cái phát này. Cá này trước, mình sẽ cần phải phá hủy mấy cái đống này ra trước này. Rất khó chịu luôn, phải nói như vậy. Để đây phát này. Ok. Rồi, tạm thời là chúng ta có thể phá hủy được nó một chút. Hai đạn lửa luôn. Tạm thời để đây đã. Khó phết, nhiệm vụ này là khó nhằn chứ không phải dễ chút nào đâu anh em ạ. Chúng ta phải phá hủy được cả cái đống này ra này. Đây, cả vấn đề đấy. Chúng ta không phá hủy được cái bia mộ này ra thì đúng là vỡ mặt. Ây, chà, chỉ có mỗi cửa giữa đang là ổn thôi. Mấy cửa này là không hề ổn một chút nào cả. Đâu rồi. Để đây phát cho nó nổ cả cái chỗ này ra cái. Xem nào. Từ. Ok. Khó chịu phết nhờ. Nhiệm vụ này khó nhằn đấy nhờ. Ôi, lại có một con ném bia mộ anh em ạ. Khó chịu ta. Đáng lẽ nên đặt ở phía sau như thế này thì nó sẽ khỏe hơn. Đấy, như thế này được này. Như thế này là được. Có lẽ như thế này là sẽ được. Tấn công nó này anh em ơi. Ô, gốc cây lửa ra đây luôn anh em ơi. Đúng rồi, chính xác. Đấy, như thế này là hợp lý đấy. Theo như mình thấy như thế này sẽ là hợp lý hơn. Con này đai rồi. Lại phải dùng thêm tiền rồi anh em ơi. Chưa cười khó thế nhờ. Mình ghét gọn này anh em ơi. Còn gốc cây lửa không? Chắc xanh gốc cây lửa rồi. Con này vỡ mặt rồi.
Có cây lửa còn không nhỉ? Đây thôi, có cây lửa thôi anh em ơi. Chúng ta tốn khá nhiều tiền cho với cái nhiệm vụ này rồi đấy. Đó là bực mình. Đấy, đáng phải đặt như thế này này là hợp lý đấy. Ui dồi, 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 ui dồi. Đông thế à? Đông thế à? Nào, 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 nào. Một phát anh em ơi. Cho nổ luôn. Chính xác, chính xác, chính xác. Đông quá. Đông quá, cái này làm sao mà có thể đỡ được nhỉ? Chúng ta đang suy nghĩ sao mà đỡ được cái chỗ này đây. Thôi chỗ này mất cây rồi. Chắc chắn là phải để mất rồi. Mình không dùng tiền nữa. Mất thời gian. Đấy, ok. Hiện tại chưa phải tên cuối. Đây mới là tên cuối cùng này. Đây mới là tên cuối này. Đây mới là tên cuối này. Từ nha, mình cần có hai chỗ cần phải bảo vệ. Chỗ trên thôi hy sinh đi. Bắt buộc phải hy sinh chỗ trên rồi. Có con ném mộ không ta? Đây, đặt phía này dưới cái. Phía trên chắc chắn sẽ không còn zombie nữa rồi anh em. Đó, ok. Bây giờ tấn công thôi. Này này, này này, này này. Chết đi. Đã xong, đã xong. Wow, Epic Quest khó thế nhở. Không hề dễ dàng một chút nào cả. Ê chà, đậu ba đầu. Đậu lớn đấy. Complete thử cái cây free à. Đáng lẽ là chúng ta sẽ còn Touchwood đang chơi đúng không? Còn cái event Electrocute này để làm, để lấy nốt cái đầu của zombie luôn. Ồ, thử thách phết đấy nhờ. Đau đầu phết đấy. Bây giờ sẽ phải di chuyển với cái này. Nó sẽ ra từ đâu trước? Từ từ nha. Nó sẽ ra từ đâu trước đây? Đặt một cái đây, là cái này trước á. Hàng rào ở giữa. Nó không cho cây luôn anh em ạ. Ui, quả này vỡ mồm rồi, có chiếu cho một cây rồi à? Đánh đối nhau nhỉ? Thề luôn là đánh đối nhau. Vãi trưởng. Sẽ có hai hàng ở đây. Rồi, bắt buộc phải dùng rồi anh em. Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung. Tập trung giết một cái đã. Đây, 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 rồi, ok. Lên trên, lên trên, lên trên. Đấy, chúng ta chỉ cho một cây giới hạn đấy nhỉ. Cái trò này bựa vãi, bựa vãi lúa. Ok, đây nào. Dồn sát thương anh em ơi. Hai cây, hai và khai cho bắn luôn. Cái này có giật xét không? Cái này giật xét lan được mà. Không, không, không. À, bây giờ thì đặt theo kiểu gì đây? Cho nên phân chia ra như thế này. Không cần thiết là phải để đặt tất cả vào một chỗ đâu. Dồn sát thương anh em ơi. Từng cây một anh em. Cái này nó không bắn theo hàng chéo được. Nó chỉ bắn theo hàng thật thẳng của nó thôi. Ây chà, đông phết nhỉ. Đây đây đây, đặt trên này là hợp lý này. Quá hợp lý luôn. Nào, 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 nào. Chết luôn anh em ơi. Chết luôn. Có một cái plan food nữa nha. Chúng ta mới đến đi được một nửa đường thôi. Bây giờ sẽ là rất đông. Phải nói là rất rất đông. Ăn luôn ở giữa đi. Chỗ này sẽ có hai cây. Đây đây. Kéo lên luôn chỗ này. Hợp lý. Như này là cực kỳ hợp lý luôn đấy. Hủy diệt luôn. Làm sao mà chạy đi đâu được. Ồ, đã lên kéo cái cây giữa này sang đây là đẹp đẹp này. Chứ trên nó có một cái rất khó chịu. Chỗ này. Đặt đây phát. Rồi. Ok. Tiêu diệt cái đấy trước. Cái đấy chắc chắn là phải tiêu diệt trước rồi. Hay thật, cái này giật xét. Và đây là cửa cuối cùng anh em ạ. Tần cuối cùng luôn. Nào. Ok. Tấn công thôi. Dồn hết đam vào trong cái con mà có đội cái xô sắt này. Đây là cái. Chưa cần vội. Xong ngay, trận này Win West Day 12 khá là dễ thôi. Không quá khó khăn lắm. Trời ơi, mình không biết là nhân đặt chỗ nào luôn đây. Ok, đặt. Chỗ giữa sẽ bị khóa này. Chỗ giữa sẽ chắc chắn bị khóa luôn. Trời ơi, nhầm thôi, đặt luôn chỗ giữa. Bó tay chấm com luôn. Thật ra thì cũng không vấn đề gì. Chúng ta vẫn thắng được thôi. Tại vì level mình là quá cao rồi.
Với cái này là yếu vai trưởng. May thật đặt chỗ giữa final way. Ấy chà chà chà. Đặt đầu cũng được. Thì đặt đầu cũng được. Rồi ok. Phá hủy, tập trung phá hủy cái con đội cái xô này trước này. Con xô này là quá là khó chịu. Phải nói như vậy. Nó cũng chả chạy đâu được mà. Tạo mây, tạo mây, tạo mây. Được rồi, chúng ta được thêm một cái đầu lâu của zombie tiếp theo. Cái cửa này ngày xưa là rất là khó chơi nhá. Bây giờ là dễ rồi. Chúng ta kiếm thêm vàng, chili bean, lightning bridge, cây cỏ điện. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Mới được có 51 trên 57. Mình sẽ cần phải 2 trận thắng nữa để có thể vươn lên top dẫn đầu anh em ạ. Chúng ta sẽ hoàn thành xong cái gì nhỉ? Thế giới này, Fire DR, John Boss, các kiểu. Đánh John Boss, đánh John Boss đây. Có rất nhiều thứ thì mới thử được. Ok, thử xem nào. DR, John Boss này là chơi cửa mới luôn à? Thế như là chơi cửa mới. Wow, má ơi cái gì đây? Vãi lúa rồi. Chết rồi. Để chơi kiểu gì bây giờ? Ok, Moonflower bị cấm rồi. Để cho mình 2500 vàng. Cho mình 2500 vàng. Cửa này là trong những cửa rất khó và không cho săn luôn. Ok boy, mình sẽ dùng cái cây gì? Bowling. Ưu tiên số 1 hàng đầu ấy. Khỏe. Wasabi được không ta? Wasabi rất là khỏe luôn. Nhưng mà vấn đề là đánh kiểu gì? Wasabi chơi kiểu gì đây? Dust Robber không chơi rồi. Chúng ta phải chọn tất cả những cây có khả năng là mạnh nhất của chúng ta hiện tại. Cái lá bèo đâu nhỉ? Đây, lá bèo có thể tăng sức mạnh đấy anh em ạ. Nâng cấp mất khoảng 10.000 để nó lên được level 4. Giá nó sẽ là 450 một cái lá bèo. Cái này này, Homing Theater thì hơi đắt. Cái này phải nâng cấp lên. Chuối nâng cấp lên level 4 luôn. Ok. Nấm nhỏ cấm dùng ạ. Đùa. Squat. Ê, mình sẽ chọn một cái lớp giáp. Đây là giáp bảo vệ. Chắc chắn phải cần có lớp giáp này rồi. Không dùng không được. Chắc chắn luôn. Trong cái này đang dùng cây gì không nhỉ? Đang trồng cây gì không ta? Lâu lắm không trồng cây phải không ta? Nấm nhỏ không trồng nè. À bowling được trồng này, ngon. Ngon. Bowling được trồng. Bèo được trồng. Hay thật, bowling sử dụng một cái boost luôn. Ấy chà. Cái này thì không dùng được. Lá bèo được sử dụng anh em ạ. Cũng tốt đúng không? Lá bèo và bowling được dùng. Ngon, tuyệt vời. Ok, chưa. Lại phải chọn lại từ đầu à? Đùa nhau, cái màn này khó thế. Đây, đồ ăn vẫn được sử dụng anh em ạ, vẫn tốt đúng không? Thêm một cây nữa, chúng ta sẽ dùng cây gì đây anh em ơi? Spearmint. Có thể dùng cái này không ta? Được, tạo ra mấy lớp hàng rào giáp cũng khá ngon. Bây giờ thì chúng ta sẽ ok, cái này trồng phát nó có ra được. Ok, được anh em ạ. Đấy. Nhiều quá nhỉ? Có vẻ hơi nhiều không? Có vẻ như hơi nhiều quá không? Đấy, như thế này là được. Có 25 đồng thôi mà. Trồng tẹt đi anh em. Trồng nó hơi ấy rồi. Rồi, có lẽ là sẽ được. Hàng rào nó sẽ ở trên này nha anh em. Hoặc là trồng thêm trên này luôn. Ôi trời ơi, trồng kiểu gì đây? Có lẽ được rồi đấy. Nhìn trồng nó hơi củ chuối. Không sao, một hàng ở đây được rồi. Đấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Rồi, bây giờ sẽ trồng tất cả là bowling nhỉ? Được không ta? Cũng được, thật ra bowling thì cũng vẻ là ổn đấy. Có vẻ như là sẽ khá là ổn nếu mà trồng bowling. Chuối à, dùng cả chuối luôn này. Bowling nó sẽ dùng sức mạnh luôn. À, cái này sẵn sàng luôn anh em ạ. Cái này sẵn sàng luôn này. Ok, trồng full bowling thì cũng được. Khỏe vãi cả lúa ra. Có nên để dành thêm tiền không ta? Đáng lẽ để
nhiều quá, nhiều cái cây này quá rồi. Thôi kệ đi, chơi này anh em, nó sẵn sàng luôn rồi. Ui 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 ui, tăng sức mạnh này, tăng sức mạnh này thật là vãi lúa thật. Chết luôn, bố lý khỏe lắm anh em ạ. Hy vọng là chúng ta sẽ chơi được. Vơ vẩn. Kéo cái gì mà kéo, kéo cái gì mà kéo, kéo cái gì mà kéo. Không đủ sức để kéo mình đâu. Ui. À, thì ra là kia là có cái em. Cái con cầm ván đứt ván anh em ạ. Cho qua được khoảng một nửa tơn rồi đấy. Hiện tại là chưa có gì. Cho mất thêm một cây nữa bên này. Mất thêm một cây bèo nữa bên này. Chắc chắn luôn. Đang nảy rất là tốt, đang nảy rất là nhanh. Rồi, chúng ta sẽ cái enforce min chuẩn bị bắt đầu rồi. Nào, lên, 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 lên. Này, 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 này. Không đủ sức luôn. Ui, 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 ui. Làm gì, làm gì? Làm gì? Làm gì? Lớp giáp của mình rất là dày. Vãi cả lúa. Và thắng luôn anh em ạ. Trận đấu bot. Vãi trưởng luôn, thắng luôn này. Rồi mình sẽ chuyển sang Butter Z đi, nhìn trông khá là hài. Khá là hài luôn. Rồi ok. Chúng ta sẽ exit map ra. Robot. Nó cho có 2500 rồi mà trồng hơi nhiều lá bèo. Chúng ta đánh khoảng 2 trận để vượt lên được cái top 1 của cái phần Silver này anh em. Silver Lewis này. Chiến thuật thì mình vẫn sẽ áp dụng thế thôi. Không có cái... Ui, sẽ sao cái này? Nhầm à? À, nó sẽ sử dụng những cái cây mà mình vừa từng dùng rồi. Lúc nãy dùng đúng cái cây đấy. Nó cho phép dùng mỗi cái cây Enforce thôi. À, cái cây gì à? Reforce. Tất cả cái kia nó cấm hết rồi. Ok. Rồi mình ấn lại. Trông lại. Squat nấm nhỏ là ưu tiên. Tất cả cái gì có thể. Đây là chiến thuật mạnh nhất có thể ở đây anh em ạ. Bây giờ nâng cấp được cái Spearmin này lên thì ngon này. Cho lên level 2, level 1 là yếu quá. Rồi vẫn như thế thôi anh em. Vẫn là sử dụng cái chiến thuật là gốc cây lửa và áp dụng như vậy thôi. Không có gì khác cả, cho ăn plant food luôn. Thế thôi. Đơn giản mà lại hiệu quả. Cho cái này lên luôn này. Đơn giản mà lại hiệu quả. Cực kỳ hiệu quả luôn. Ok. Cho ăn thêm plant food nữa. Chẳng vấn đề gì cả đối với chúng ta cả. Càng nhiều săn càng tốt thôi. Càng nhiều săn càng thích thôi anh em ạ. Đấy, ok. Nhiều đấy, nhiều săn đấy. Vui đấy. Có vẻ rất là vui. Chúng ta sẽ mua cái kiểu 14.000 điểm này kìa. Không phải rẻ đâu. Không phải khoảnh yếu đâu. Tấn công nào anh em ơi. Thêm cây nào. Có lẽ là nên dùng thêm anh em ơi. 1.600 vẫn chưa đủ. Thật sự là vẫn chưa đủ. Squat này anh em. Ui. Đáng lẽ squat nên đặt ở phía trước kia thì nó hợp lý hơn. Con này ghét thế nhỉ. Không kịp trồng cái cây luôn. Bây giờ thừa tiền rồi. Tiền không thiếu rồi anh em. Xem nào, xem ai khỏe hơn. Xem ai khỏe hơn ai. Nhé. Yeah. Ok. Lửa đấy anh em ơi, tiến lên nào. Đâu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đào một cái này đi rồi. Spear min lên này anh em ơi, chúng ta cần nhiều cây nhất có thể. Xem ai nào trụ lâu hơn. Xem ai nào nhiều điểm hơn. Từ từ. Squat, squat, squat đặt đây phát. Có vẻ hơi nhiều tiền đấy. Hơi nhiều tiền quá đấy. Hơi nhiều tiền quá đấy. Giết đó. Từ từ. Mình dùng mình chưa full cây. Có vẻ như cái trận này nó khá là căng. Nhê. Yeah. Không hề là đơn giản một chút nào cả. Bắn luôn anh em ơi. Có lẽ là thế thôi. Từ từ nhé. Quá nhiều tiền rồi. Tiền mình đủ rồi anh em ạ. Bây giờ không cần tiền nữa đâu. Bây giờ chỉ cần mỗi cây thôi. Squat, 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 squat.
squat này. Squat này. Lên nào. Let's go. Từ từ nha, mình dùng cái bên này luôn đã. Hơn 500.000. Có thể nào mà trụ được không? Vấn đề là có trụ được với mình không? Mình có rất là nhiều cây ở đây. Yes. Rất trâu. Mắc trâu luôn. Mắc trâu luôn. Bắn luôn. Rồi rồi, full cây chưa? Chưa chưa. Hiện tại là chưa, vẫn chưa full cây. Vẫn còn thiếu một số chỗ nữa. Full cây. À chưa chưa được. Vẫn chưa full cây. Thiếu một vài cây nữa bên này là nó sẽ full. Squat này. Full cây luôn anh em ơi. 792 các bạn đuổi mắt. Level 7 thì cho đậu độ nhỏ, đậu thường. Level 8 thì cho repeater. Đậu ha. Cái viên đậu hai đậu, cái đậu hai đậu, bắn hai đậu. Cái lửa. Katus không hiệu quả đâu. Katus không hiệu quả tí nào cả. Min bomb không ăn thua. Mình được 792. Chiếc hạt này tốt nhất rồi đấy. Vẫn hơi thừa săn. Có lẽ vẫn hơi thừa săn một chút. Không sao. Như thế này thoải mái săn, có thể trồng tẹt. Tẹt ga. Thích trồng bao nhiêu có bấy nhiêu nha. Không cần phải repeater đâu, repeater khá là yếu. Đấy, chơi thêm một trận nữa thì sẽ lên được cái top 1 anh em. Reload. Đấy. Không cần phải ấn quá nhiều lần, chỉ ấn một lần thôi. Rồi, lên ạ. Ôi trời, quên mất. Trông nhiệt tình ấy, trông nhanh một chút đi anh em. Squat này. Trông cái đậu ấy, đậu ba đầu trước ấy, anh em, không làm gì thì làm. Tết. Trời, tết. Trận này bắt đầu có vẻ hơi khó hơn rồi đấy. Không hề dễ một chút nào đâu. Mình được 7.000 mấy ở đây. Nào, nào, vào đây này anh em. Vào đây này anh em. Vào đây này anh em. Đều phá cái này ra trước. Chính xác phải phá cái này ra trước anh em ạ. Không phá không được. Rồi ok, chúng ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ, đó chính là trồng hết đậu rồi. Trồng tất cả. Ô, mới có bằng này thì à? Hơi ít nhỉ. Cảm tưởng vẫn hơi ít. Vẫn hơi là ít. Vẫn chưa đạt yêu cầu. Tốt lắm anh em. Rồi đấy. Chết mày đi này. Đậu đâu rồi? Đây rồi. Có ngay. Chỗ nào mất đậu cái là chúng ta sẽ kịp thời bổ sung vào luôn. Chúng ta có thêm một lần plan food nữa bên này. Và đánh vẫn tốt. 250 mấy ngàn rồi, chúng đang vượt lên. Chúng ta đang vượt lên anh em ơi. Squat này, squat. Squat này không cần nữa. Spearmin nó rất là vướng. Mất thời gian lắm. Cực kỳ mất thời gian luôn cái chỗ Spearmin ấy. Rồi, có lẽ là vẫn được. Vẫn trụ tốt. Đấy, ok. Vẫn được. Vấn đề gì? Tạm thời là thêm một lần nữa anh em ơi. Có lẽ là đủ đấy, đấy. Đủ săn chứ, đủ các kiểu đấy. Không cần nữa đâu. Đây anh em ơi. Bắt đầu bắn thôi anh em. Từ chưa được. Spearmin lên. Spearmin phải có cái để lên đây. Chính xác. 35 giây. Chưa phun đậu ba đầu ạ. Này thì chưa phun này, Let's go. Vào việc hơi khó nha. 21 giây. Chết tiệt. Không kịp vào luôn. Không kịp vào. Bạn ăn lên đi. Hơn 700 ngàn rồi anh em. Cố lên nào. Hơn 800 ngàn nào. Một phát nữa nào. Ui dồi ôi, lắm cây quá. 800, 900 ngàn, yes, 610 ngàn thì không theo kịp đâu. Hay quá, level 10 dành cho cái cây đậu thường kìa. Wow, gấp đôi cái level của mình luôn, nhưng mà không ăn thua. Chỉ được 610 thôi, mình được 900 ngàn điểm, sợ thật. Và chúng ta có 8 trận thắng liên tục, cũng như là chúng ta kiếm thêm được khoảng 2.500 coin nữa. Cây coin là không khó, đúng không? Và chúng ta tạm thời vươn lên dẫn đầu ở trong cái Silver League nha anh em. 4 ngày nữa sẽ kết thúc cái này và chúng ta sẽ có thể được 165 game.
Và rồi thì chúng ta sẽ ăn cơm nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 2. Xin chào, gặp lại. Bye bye.